Xin chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với cái video này thì mình hướng dẫn cho bà con về cái bệnh đốm nâu ở trên cái cây danh dây. Thì thứ nhất thì bà con nên nhận biết rằng cái bệnh đốm nâu nó xảy ra như thế nào và ở trên bộ phận nào. Thì mình giới thiệu cho bà con biết để sau này mình ra vườn nếu có hiện tượng này thì mình xác định nó là bệnh đốm nâu để chúng ta bắt đầu tiến hành xử lý như thế nào. Thì thứ nhất cái bệnh đốm nâu nó cũng xảy ra trên thân, trên dây leo và trên quả. Thì về cái triệu chứng thì các vết đốm có viền nâu với đường kính là 10mm trên lá và vết đốm thường kéo dài dọc theo gân lá và khô ở trung tâm. Còn ở trên thân thì cái vết bệnh nó có độ dài lên tới 30mm và khi chúng xảy ra ở nách lá có thể làm chết những cái dây leo và kết quả thì cái lá nó bị chết ở mầm lá. Còn ở trên quả thì những cái đốm màu nâu nhạt tròn và lõm xuống, chúng có thể liên kết thành những cái vết bệnh lớn và sau đó sinh sản ra khối bào tử màu nâu đỏ. Bà con nhớ là màu nâu đỏ. Và lúc này cái bào tử nó hình thành trên lá, thân và quả được phân tán bởi mưa và gió. Gió tiếp đó là nó sẽ thối đi. Trong điều kiện thời tiết nóng và ẩm ướt thì nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cái bệnh này nó phát triển ở trên cây chanh dây. Thì với cái bệnh này thì mình đưa ra cái biện pháp cho bà con để khắc phục như thế này. Thì về cái biện pháp phòng trừ á, thứ nhất một phần á là do giống nó dễ nhiễm bệnh nè. Cái thứ hai chúng ta là cần phải vệ sinh môi trường. Nói chung là khi mà chúng ta cắt thu gom tiêu hủy những cái trái mà nó bị bệnh á trên cái dây leo của dàn dây leo chúng ta phải thu gom đốt hết đi. Và thứ ba là chúng ta phải tỉa nhánh để giảm mật độ và giảm mật độ ẩm trong cái mùa vụ. Ẩm quá thì nó tạo điều kiện thuận lợi cho cái việc cái không khí lưu thông tốt, ánh sáng đầy đủ cho cây thì khỏe hơn, không bị bệnh. Và để trị được cái bệnh thì chúng ta đối với biện pháp hóa học thì theo mình thì mình khuyên bà con nên phun các nhóm thuốc thuộc nhóm đồng gồm như cái loại là copper oxy choleri rồi eboli 85 WB. Thì về liều lượng pha thì pha từ 25 đến 50g thuốc với 25 lít nước. Mặt khác là trong điều kiện thời tiết ẩm ướt khi những cái cây nhánh phát triển nhanh chóng thì chúng ta tăng cái lượng xịt thuốc lên, chúng ta phun mỗi tuần một lần. Đó là cái phương pháp mà để trị bệnh này đốm nâu. Thì nếu bà con không rõ tên thuốc thì mình sẽ ghi ra những cái tên thuốc cho bà con áp dụng phun thử. Nhưng nếu mà bà con sợ nó không hiệu nghiệm, bà con cứ phun thử ở một khu vực ví dụ như vài mét vuông để tránh tình trạng chúng ta phun đại tràng nó không có tác dụng, thì mình hướng dẫn bà con cứ tạm thời mình phun thử một ô đó, ví dụ ở 2-3 mét vuông mình thử nghiệm thấy nó hiệu quả bắt đầu mình phun đại tràng luôn. Thì đó là mình hướng dẫn cho bà con. Thì qua clip này mình cũng mong bà con đăng ký kênh để mình sẽ làm cho những video về những cái bệnh trên cây chanh dây mà một số bà con không có thể khắc phục được. Qua đó nếu bà con nào có nhu cầu mà cần nhân viên kỹ thuật xuống vườn để mà xem xét hay là xem cái tình hình vườn bệnh như thế nào và có những cái biện pháp xử lý như thế nào, thì bên chúng tôi cũng có những cái điều kiện đó để áp dụng cho bà con. Thì bà con vui lòng gọi số điện thoại ở dưới. Và bên chúng tôi cũng có cung cấp một số loại thuốc bên sinh học để phục vụ cho cây chanh dây từ lúc mới trồng cho đến khi mà chúng ta thu hoạch. Thì cái biện pháp sinh học thì nó cũng rất phổ biến cho bà con nông dân chúng ta để khi mà áp dụng vào cái cây chanh dây để chanh dây chúng ta được đi xuất khẩu vào các nước châu Âu được tốt hơn. Xin cảm ơn bà con.